Thưa quý vị, mua căn hộ chung cư, dọn vào ở nhiều năm nhưng không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ là nỗi khổ chung của nhiều cư dân sống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Câu chuyện đòi sổ hồng ở các chung cư hiện đều có chung tình cảnh. Giao nhà nhiều năm, ở đã lâu nhưng chủ đầu tư nhiều lần thất hứa. Con đường đi đến làm sổ hồng cho cư dân còn không ít ngỗ ngang. Hơn 800 hộ dân với khoảng 4.000 nhân khẩu sống tại 5 lót chung cư Phú Thạnh, quận Tân Phú đang rất bức xúc vì đã dọn vào sinh sống gần 11 năm nay nhưng vẫn chưa thấy chủ đầu tư bàn giao giấy chủ quyền nhà. Và chúng tôi thì làm đơn coi như làm đơn rất là nhiều từ từ trung ương cho đến thành phố và đến các phòng ban nhưng hiện nay vẫn không có. Thế khi hỏi đầu chuyện ấy chủ đầu tư thì chủ đầu tư lại thế chấp ngân hàng, chủ đầu tư thế chấp là 219 căn hộ mà lúc đó chúng tôi đã giải hết tiền là 95% rồi. Toàn thành phố hiện có hơn 63.000 căn nhà chưa được cấp sổ hồng, trong đó có gần 1 phần 2 căn nhà tại các dự án đã đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chưa có văn bản thẩm định. Các vướng mắc chủ yếu do xác định nguồn gốc đất, chủ đầu tư chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính bổ sung, xây dựng chung cư có yếu tố vi phạm về phòng cháy, mật độ, số tầng. 2017 cho đến hôm nay thì hơn 4 năm rồi vẫn chưa nhận được sổ đỏ. Theo tôi được biết thì nó vướng những cái đóng đóng thuế bổ sung ấy. mà theo văn bản của Hưng Thịnh là hiện nay là Hưng Thịnh cũng đã đề nghị sở xây dựng là cấp giấy cho cư dân bởi vì cư dân đây không có vi phạm một cái gì cả còn những cái coi là xác định cái bổ sung thuế bao nhiêu thì coi là cái việc đó coi là hương thịnh sẽ bổ sung cái giải thích của chủ đầu tư là họ nói là họ sẵn sàng để đóng cái tiền thuế đất nhưng mà yêu cầu sở tài nguyên là tính cái tiền cái khoảng cách ra vì họ là ở trong hẻm chứ không họ phải ở mặt tiền thì sau cái đó thì sở tài nguyên sẽ cấp sổ nên người, dân là yêu cầu quỹ ban dân thành phố và các ban vị ban ngành đơn vị là có um, liên quan á, thì giải quyết cái này dứt điểm hành trình đòi sổ hồng căn hộ của những người dân sống ở chung cư thành phố Hồ Chí Minh vẫn là cuộc chiến dài hơi chưa rõ thời điểm kết thúc cùng với vướng mắc này những vướng mắc về quản lý vận hành tại các chung cư đang được ban đô thị hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận trong quá trình khảo sát về tình hình quản lý sử dụng nhà chung cư những ghi nhận này sẽ được đề cập trong chương trình dân hội chính quyền trả lời tháng 3 năm 2022